cách hóa giải oan gia trái chủ. Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành, không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì chúng ta có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học Phật thì không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan ân tương báo, khổ không kham nổi. Người học Phật đối với tất cả chúng sanh, bất luận họ đến với thế gian này để đòi nợ hay trả nợ, đều khuyên họ luôn niệm Phật. Như vậy có thể chuyển tất cả nghiệp ác hóa thành pháp duyên. Nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu. Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật, để giúp các vị tu sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội cùng thuyền, cùng vượt qua bờ giác. Dưới đây tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực như sau. 1. Đầu tiên khuyên dạy cách giải trừ oán thù. Tôi tên Nguyễn Trung Giang. Quý vị có thể đọc tên mình. Những oan gia trái chủ trên mình tôi, tức nghiệp lực của tôi, một bộ phận nào trên thân thể, xin quý vị hãy nghe rõ. Từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới ta bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, chịu biết bao đau khổ, cam chịu biết bao phiền não. Tôi cảm thấy tội chướng sâu nặng, hối hận vô cùng. Tất cả đều do tội bị mê hoặc vô tri tạo nên. Đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, tôi được kết pháp duyên với Phật. Tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ tu hành sớm ngày chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi. Nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh. Vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo. Nhưng nếu như vậy, đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến cho quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị cũng không giải quyết được vấn đề cơ bản. Vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cũng không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi khổ đau. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn hại đến người, không lợi ích gì cho chính mình. Đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành. Vì vậy, tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Xin ghi nhớ chữ cần quý vị thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, một niệm tương ưng, hành siêu tam giới, siêu thoát tam giới, tức được đắc đạo. Chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, một niệm tương ứng, phước thọ tăng trưởng, tiêu tai nghiệp chướng. Chỉ cần thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đường tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề,
nhất tâm chuyên niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo, tu hành chánh quả. 2. Quy y Tam Bảo cho oan gia trái chủ. Tôi tên Nguyễn Trung Giang. Quý vị hãy đọc tên mình vào. Oan gia trái chủ trên thân thể tôi, tức nghiệp lực. Quý vị hãy nghe rõ. Quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu quy y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi thọ truyền quy y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe. Tôi niệm một lần, quý vị hãy niệm theo tôi một lần. Phải niệm ba lần. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp lưỡng dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Lễ quy y viên mãn, bây giờ niệm ba lần. Tôi và quý vị niệm thánh hiệu A-di-đà Phật 2000 tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm, cùng tôi chuyên niệm. Trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. 3. Niệm xong thánh hiệu A-di-đà Phật vì oan gia trái chủ, tụng tâm kinh Bát Nhã một lần. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại thành tâm Bát Nhã. Quán tự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố bồ đề tát đọa. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La tam niệu tam bồ đề, cô tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thi đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô lượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế Ba La yết đế, Ba La Tăng yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, yết đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, yết đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. 4. Tụng xong Bát Nhã Tâm Kinh vì oan gia trái chủ, tụng chú vãng sanh 21 lần. Chú vãng sanh: Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa.
Dạ di nị dạ đà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. Lúc này các bạn tụng 24 lần nha. Kệ hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báu thân này đồng sanh cõi cực lạc. 5. Kết thúc: tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y tam bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A-di-đà Phật 2000 tiếng, tụng tâm kinh 1 lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vạn sanh Tây phương cực lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chú giải: nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu đau chân hoặc các bộ phận khác trên cơ thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ. Vãng sanh tức là hồi hướng cho họ rồi. Phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm. Trích văn phát nguyện sám hối của Pháp sư Tịnh Không. Nam mô A Di Đà Phật.